Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên HTV7 từ 19 giờ hôm nay thứ Sáu 27 tháng 6. Mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ câu chuyện ước mơ, 19 giờ 30 phút hoa hướng dương, 19 giờ 50 phút trên thế giới, 20 giờ chúc mừng sinh nhật. 20 giờ 30 phút chương trình vượt lên chính mình, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút câu chuyện các ngôi sao, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam một ngày không có em tập 55, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 35 phút chiếu phim truyện Trung Quốc Một thoáng mộng mơ tập 3. 23 giờ 40 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 28 tháng 6 gồm có 0 giờ 50 phút sân khấu về khuya, kịch chuyện tình Chàng Lâm. 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam KTX tập 59. 3 giờ 20 phút thế giới đó đây, những người săn tìm kho báu. 3 giờ 45 phút khéo tay hay làm, bánh ít trần, nước cốt dừa. 4 giờ câu lạc bộ thể thao. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.